Ồ, hôm nay cả nhà sáng sớm về đi ăn sáng ha. Đi lần đầu tiên hôm qua đây hả con? Con thấy cảnh đẹp này. Chú Chiều này là chú cháu mình lên cái tàu này đây con, đây nè. Tàu đầu tiên, tàu đầu tiên đó đó. Chạy ra chút xíu thôi. Đó, mình chạy ra ngoài đó mình chơi, mình có đeo mát không ta? Có phải không? Ra lấy mát rồi. Ở đây mùa hè lý tưởng lắm ha. Ừ, hè đi quá đẹp. Chiều rồi đó, tàu là lý tưởng. Chị đi lấy xe. Mình đi xe đạp nha. Bước xuống lẹ lên, không có chạy xa. Ok, rồi. Đi con, chạy chạy ra dưới bà ngoại kìa. Thôi để đây đi. Chà, chị này mặc đồ đẹp quá ta. Giống y công chúa luôn. Hello, cô chú đi. Ok, đó đúng rồi, mẹ đưa mẹ đem tiếng chạy nè. Cái này bị thổi con nó nè, mẹ ăn đồ nó nè. Sao bạc quá vậy đây. Đi con. Hôm nay mấy đêm mình trải nghiệm với xe màu vàng của Ngọc. Ủa cái đó bấm này ha. Cũng có lý. Xe nhỏ nhỏ gọn gọn mà được xe 7 chỗ ngồi hả? Xe con 7 chỗ mà chú quen, chú tưởng 4 chỗ chứ. Không có gì vậy. Hả? Không có gì vậy. Coi vừa say mê dữ à. Hả? Hôm nay qua đây cô Năm thấy sao? Vui không? Vui, bữa nay gió mát lắm. Bữa nay mát hả? Gió này mát, gió này. Anh thích khí hậu như vậy nè. Dạ, gió này mát. Trời như vậy, em mã như vậy đó, chiều mà mình chạy ra ngoài kia đẹp lắm á. Nó mát, enjoy. Còn nếu không là nóng. Nếu không là nóng. Cũng được. Đi mà gặp mát vậy cũng mừng. Bây giờ lái đi. Em chơi 1-2 ngày. Ok, bà xã lên xe đi. Bắt năm ngồi chỗ nào? Bữa nay xung động. Trải nghiệm lên một chiếc xe mà như thế này vui quá các bạn ơi. Vui chứ lũ hả? Vui chứ. Lâu lâu được gia đình tụ đông đủ vậy vui. Khó cậu nha. Hôm nay là ngày ở tại Michigan mà mình thấy bên ngoài á các bạn là nó không có nóng nực nè, mình thấy là mình trời gió mát nè. Trời gió mát, mình thích cái ui như vậy đó. Nó có bị hầm. Cô Út ngồi đâu ta? Cô Út ngồi đây. Ôi giời, ngồi tuốt sao kìa. Đến nay đi xe giống như đi xe đò. Không phải biết sao không? Tại vì đi ra tiệm Ngọc, tại chồng Ngọc anh có chiếc xe ngoài đó. Cái mình đi ra ngoài mình đi qua chú Bình với chú Lũ sẽ đi chung với lại chồng của Ngọc. Trải nghiệm với xe đó. Nên là không có chạy xe ra chứ không phải gì vậy đó. Chạy ra có chút xí hả? Thím nhớ đi vậy là mấy chục năm về trước á, là đi thì cái cảnh đi vậy đâu có phải mà lúc nào cũng có đâu. Mạnh xe hai cái đi vậy. Đi xe mà còn đút than ở đằng sau á. Trời ơi, lâu lắm rồi chị Năm ơi. Đút than hả bác? Xe đút than á. Xe than đấy. Xe than á. Nhưng mà ai xui mà ngồi gần cái thùng than đó là sao sâu luôn. Chết luôn. Vậy hả? Mà mấy chú lên xe đứng á con. Tội nghiệp. Tội lắm, đứng đó. Vậy cũng qua, hả? Đông lắm, ở dưới chân mình cái có thêm cái ghế để cho bé Bi ngồi nữa. Chứ không phải mà ngồi ném vậy còn đỡ, còn chặt khiếp. Rồi sắp tới thì vô luôn nha, cái xe màu đỏ đằng trước đó, chú Lũ mình quẹo vô cái hẻm đó. Con ra đây xíu. Chiếc xe này là của ông xã bao nhiêu? Đừng có đậu chứ chú Lũ, đậu ở ngoài đây đi, ngay chỗ này nè. Chiếc xe này là của ông xã Bảo Ngọc đây. Không, chiếc xe của Bì Huynh màu đẹp á. Đẹp không? Màu đẹp á. Hay lái kìa. Đẹp quá. Ok. Yeah, màu đẹp đó. Màu đẹp em ha. Màu này chị nói cái màu đồng đó con. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi, đó. Phải không? Màu đồng hả? Đồng đó chị Năm. Màu đẹp á. Điều Huynh cũng bỏ tiền cho xe này nhiều lắm đó em. Nhiều lắm. Điều Huynh bỏ tiền cho xe. Xe đẹp. Hai vợ chồng một vợ thì vàng chanh. Xe đẹp quá ha. Đồng thì vàng đồng. Đẹp nha, cái màu vàng này đẹp đó. Vàng đẹp đó, ha. Giờ vô nó smooth dữ lắm. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người vào thăm tiệm con sau gần 1 năm. Oh wow, năm trời chúng mới thay lại nè. Gần năm mình mới
À, bản hiệu nè. Wow, hello boss. How are you, boss? Good, good. Rồi thì Quyên ra đây là sáng ra đây là cũng ngồi kiểm tra order rồi làm việc ở trên cái computer này để đọc email, tin nhắn và các cái công ty bên kia. Anh ta bây giờ xuyên làm ăn giỏi. Ngọc nhớ xếp cho thêm 100 hộp mỹ hoa nha. Rồi đây nè, đây thuốc xịt hộp của bác gái đây nè. Con để đây luôn rồi, ai mua cái thuốc xịt luôn. Thấy vậy hả? Ai mua bỏ luôn. Cái tẩy da chết cái chị Hoa đưa con dùng hộp đem về đó. Sáng này con dùng vô con xài cho nó thấy sạch. Ủa được hả? Thích đó hả? Cái đó gì đó gì? Tẩy tế bào da chết. Tẩy. Ờ vậy hả? Lâu lâu mình xài, biết sao mình thích đó là bằng bột á. Đúng rồi. Cho nên để được lâu. Đúng rồi. Mình có thể xài chỗ khác cũng được, nó trên giường nó. Đúng rồi, chỗ nào mình thấy chơi da nhất thì mình xài thôi. Một cái hộp nhỏ cái này bây giờ là ngày xưa đó, làm từ từ mình phải nâng cấp lên. Ngày xưa là tiếp nhớ là con vô mấy cái bạch dây không? Thì là nó dễ, nó không, thứ nhất là không đẹp nè, không professional rồi này kia nọ. Nói chung là mình phải cần thay đổi cái packing mình chút đó. Là một hộp nhị hoa ngày tay nổi vô đây. Đó hả? Em cũng nói là hộp sẵn này để cho mũ kem chống nắng rồi. À đúng đúng, nó sẽ vừa mũ kem chống nắng vậy đó. Và con order cho nó vừa cái mũ kem ban đêm của con. Nó sẽ vừa mũ kem chống nắng. Không, chống nắng kiếm hơi dài. Không, chống nắng kiếm tròn vuông con hồi nãy kiếm xài. À cái hũ nãy hả? Còn nếu không là chơi cái size này. Size này được rồi. Không, con order nhiều size lắm. Yeah, cái này không, cái kia của chị nó cao cái này. I gotta still be on this one. Okay. So long as it's before 5. That'll be before 5. Can I get them all shipped down? Especially the Amazon order. Dạ, trời cái nón đỏ rồi. Cái nón đỏ đó là bà ngoại với ông ngoại. Ngoại mua hồi nhỏ đó. Nó là nó cột tóc lên thì đổi cũng được. Đúng rồi. Bây giờ ông ngủ lại nè. Làm gì từ sáng giờ mình chưa làm. Cô Út thấy khu này sao cô Út? Thoáng ha. Ừ. Bây giờ em muốn đi từ Bảo Ngọc rồi, đi xe Bảo Ngọc nha. Dạ. Cậu đi xe của đi. Rồi hôm nay hay nay mình trải nghiệm xe của đi Quyên nha. Okay. So how's it going? That'd be good. Yeah. You guys stayed up pretty late. Yeah, it's very late. It's like 4 o'clock in the morning. Oh my goodness. Yeah, what time did you guys? I start 9 o'clock. So you left at 9 o'clock and you got here at 2:30. Right. Yeah. But it's fun though. I enjoy it. So you enjoy your car with your summer a lot? Yeah. For sure. I'll give him a second here. All right. Đây là chiếc xe Cadillac của đi Quân, xe đua đây các bạn. Wow. Chú Lũ thấy xe giọt không? Giọt chứ. Gặp đi Quân này thích xe nữa. Ồ, đi Quân về xe lắm. Về xe nữa. Anh rất là thích xe đua. So you eat everything breakfast yet? Did I eat breakfast? Yeah, I ate breakfast before I came to work. Just had a quick little bite. Yeah. Niềm vui chỉ có đơn giản vậy thôi các bạn. Lâu lâu được anh em xâm vầy, vợ chồng chú Lũ từ California qua, rồi anh em phối hợp với nhau qua đây thăm vợ chồng cháu Ngọc Chiến. Thứ nhất là mình vừa trong cái summer này đó, vợ chồng mình cũng chưa đi đâu, sẵn dịp mấy em qua như vậy thôi, mình cũng dính thời gian vài ngày để qua đây. Thứ nhất là thăm anh em, rồi
Còn cháu thì... Oh, they're going to Starbucks. Yeah, you want to go to Starbucks? They go to Starbucks? Yeah, they just turned it to Starbucks. I thought we were going to Detroit for crab. Yeah. Maybe just to get Jade something. You have to wait for them or... Yeah. Maybe later. Rồi gia đình rất là vui. Dù có đông đảo, chật chội một chút xíu, nhưng mà mình cảm thấy như rất là hạnh phúc cả nhà ơi. That's okay, we can go try. I know it's 100% to get JD some breakfast. Đây là bị kẹt xe này chứ. Này kẹt xe. They all the time, maybe? All the time of traffic? Sometime, huh? Yeah, what time is it? Oh, yeah, it's like lunch rush hour right now. You know, everybody's having their lunch. It's after one. Either coming back to it or... And it's also Friday, so... Yeah. You never know. It could be just people wanting to get out, have some fun. Mm-hmm. Like you guys. Yeah. You guys got out late last night. Yeah, very late. Look happy. Yeah. A lot of fun. That's good. Trước mặt của mình đang đậu chiếc MX-5 của Mazda đó. Làm cái dạng nhìn thấy nó cũng sport ghê. Đây cũng hầm hố. So what town is it? What they call this town? Birmingham. Yeah. There's an Audi dealer. Yeah. All the Mercedes, Fiat. I saw the Ferrari dealer. Mm-hmm. Yeah, that night I saw it. You ever set up? You ever go to that dealer? Yeah, we went to that. They had a car show almost, but it was a rally that was leaving. A bunch of exotic cars driving together. Okay. Going, cross state lines maybe. And they launched from there, so we went there. They had food and stuff, and we got to look at all the Ferraris around there. Okay. It was fun. Yeah, it was a good time. What is that? Oh, that was a laser. There's that Volvo behind us. It uses lasers to distance the cars in front of it. So every time there's a Volvo or something, like a Mercedes, they use lasers, so it'll trigger this like it's a cop using a speed laser. This lets me know somebody's using radar or laser. Rồi anh em tới rồi. Cái xe này nó có cái bộ nhún của nó có xài bằng hơi. Nó lên nó xuống, khi mình chạy đường dài đó, mình cho hơi nó cái dàn nhún nó đưa lên. Hôm nay mục đích anh em đến đây là cái quán này của Việt Nam này nè các bạn ơi. What they call the name is? This is Detroit Fall and Crab. Okay. Good restaurant. We will have to go inside and then get a table first. Không quen mát hả ta? Không em. We have grand map or no? No. Wow, bây giờ cháu mới tới nè. Chứng năm kìa. Chứng năm nè. Sao lâu vậy con? Con ghé mua cà phê. Wow, cái điện thoại gì đâu mà muốn năm cái của chú có đó không? Đây nè, của chú nè, của con ba cái rồi. Con mở cái cốp cho chú lấy cái giỏ sách chú trong đó. Trời ơi, hai chồng tình thương lắm thương. Thằng bé nhỏ nè. JD, why did you take so long to get here? Coffee. Đi đâu? Đi xuống cà phê. Hôm nay là chú Tiếm là lần đầu tiên xuống cái tiệm này ha. Đúng rồi. Con đồ ăn của con lắm
Giờ đi con. Giờ đi con. Thank you cháu. Joy Phở là Việt Nam mình, crab, ưa Vietnamese food restaurant đó. Thì đây là cái khung cảnh đằng trước của cái sảnh mình bước vô nè. Các bạn thấy họ làm những cái cọng dây to đùng như thế này đây. Cái này cũng hình ảnh giống như là đi biển vậy đó con. Đi bắt hải sản. Đi bắt hải sản đó. Đúng đúng rồi. Đó. Rồi họ làm những cái cọng dây xích rồi những cái ý tưởng này rất là hay. Phía bên này đó. À, họ có một cái khi mà ra đến đây đó thì để khách mà muốn mà tham quan sơ qua những cái bậc sảnh mà tiêu nước ở đây đó thì ở đây có cái hòn lông bộ đây, nước lông bộ đây, có một cái hồ cá khôi nhỏ để mình nhìn cá khôi rồi cái này cá sấu, cảm giác giống như là mình đang ở trên một cái country nào đó vậy đó. Dễ thương không? Rồi bắt đầu xong xuôi cái thì mình đi qua đây. Trước ngay cái cổng thì chào đón với mình bằng hai cái thùng này, giống như là nó từ trên cái thùng rừng vang vậy đó không? Hay là những cái thùng rừng xưa vậy đó. Bước vô trong bên trong. Bước của bên đó không gian á, như từ bên ngoài bước vô thì bước ra đó, bên phải bên trái. Cái bên trái này đó là họ trực trưng cho này, cái người Mỹ, vốn Mỹ. Cái này gọi là crawfish, từ vùng đất. Này oyster. Rồi có con clams, rồi cua, rồi có cua biển. Đó, ở đây chắc người anh chú nghĩ là người ta chuyên về những món này phải không? Đây là món Mỹ. Rồi bắt đầu bên cái cánh tay phải của mình nè. Đây, những món ăn quê hương có mặt ở tại đây. Đó, các bạn thấy gọi cuốn nè. Phở nè. Phở nè. Rồi bún bò, cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm. Không thiếu món chả giò và cái món đặc biệt ở trên đó là cái món bánh xèo. Bánh bèo. Bánh bèo. Rồi còn có thêm cái này gọi là lá lốt, bò lá lốt phải không? Dạ. Không, ở đây đa số con ăn ở quay hoài, đi đâu con cũng đi đây. Con đi đây hả? Dạ. Chú lần đầu tiên tới đây chú cảm thấy lần đầu tiên chú luôn đúng không? Cái cảm giác chú lại thích bước vào quán là thích thú liền. Dạ. Nó làm cho mình như vậy. Mình mở cửa bước vô đó thì ở đây thì chú thấy là như là một cái anh thuyền trưởng đang đứng lái một chiếc tàu vậy đó. Hay ha. Bên này họ Discovery nó rất là nhìn nó rất là Mỹ, và trong cái Mỹ nó rất là nó tạo ra cái trong tiệm này. Nói chung là rất là mình bước vô bên trong này là thấy là hứng thú liền. Nó pha trộn giữa Âu Á và những cái cổ điển giữa Mỹ và nó thể hiện lên cái Việt Nam này. Rồi các bạn thấy những cái đèn này. Đó, cái đèn này thì ta làm cái nón lá. Thấy được, các bạn thấy cảm giác quê hương mình không? Đó, thẳng xuống đây. Cảm giác đây là con dừa. Rồi phòng ốc ở đây á, họ làm rất là private. Ngồi ví dụ đi mà cách biệt với nhau không hay thấy nhau đó thì rất là ấm cúng. Bên này nó có được cái bức tranh này là cái này của Việt Nam mình. Vịnh Hạ Long mình nè chú nè. Đó. Trời này có nó hồi bữa giờ con đi vô con không nhìn cái chi tiết này, chú vô chú thấy nón lá. Rồi bên này đó. Rồi bên này nè. Đó các bạn thấy họ làm rất là nghệ thuật. Mình nghĩ nha, cái người chủ nhân này đó họ có rất là một có một cái đầu óc thẩm mỹ và nghệ thuật. Và anh này cũng có một chút nghệ sĩ ở trong này. Nên các bạn thấy những cái dàn cần câu nè, để một cái đèn rất là ấm cúng. Cái đèn thể hiện giống như là đi câu ban đêm đi câu ban đêm vậy. Giờ ở trong một cái ngoài biển khơi rồi vậy đó không? Rất là hay. Đi qua bên kia coi thử.
Rồi đây là cái biểu tượng của Sài Gòn, mình cũng nằm ở đây, chợ Bến Thành. Mình cũng mang qua đây luôn. Chú thấy cái này giống cái cửa sổ không chú? Cái này nè chú, cửa sổ mà Việt Nam mình ngày xưa. Đó là nó cái đây là một cái những cái rất là nghệ thuật ha. Nhưng mà hơi bị những cái này che chắn này. Nếu như cái không gian chỗ này anh đó mà anh lấy cái này đi đó thì nó sẽ tạo nên cái bức tranh này nó đẹp hơn. Ở đây á các bạn set up được cái quầy bar cũng đầy đủ các loại rượu như là Vimentin, Hennessy, rồi 1738, SO, nó có rất là nhiều các loại rượu để các bạn lựa chọn. Chú để ý cái mặt bàn này chú nè. Mặt bàn cho thấy đúng các bạn, mặt bàn là gì? Đây là cái đồng tiền này chú nè. Đồng tiền 1 sen đó, của Mỹ á. Đồng tiền 1 sen. Qua bên kia thì thấy còn thấy không? Đó. Cái bản đồ Việt Nam này nè, có đây. Bản đồ Việt Nam có luôn hả? Bản đồ Việt Nam mình cũng nằm ở đây. Hà Nội. Đó. Rồi bắt đầu xuống Vịnh Hạ Long, rồi Ninh Bình, Nghệ An, Vinh, rồi Quảng Trị, Huế, rồi tới ra tới Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ và Cà Mau đều nằm hết ở đây. Rất bình chú là những chiếc lông lá này. Trong những cái chiếc lông lá này đó, chúng ta có để những cái câu thơ, những câu thơ con thấy không? Những câu thơ ví dụ buồn buồn đứng ở đây đọc những cái câu thơ này hay đọc những cái câu của dân gian của mình đó thì mình cảm thấy mình còn nhớ lại quê hương mình nhiều hơn. Đó vậy đó các bạn. Và bây giờ mình tiếp tục vào bàn ăn thì để qua bên đây gặp gỡ đại gia đình rồi bắt đầu mình xin chào tạm biệt cái video ở đây. Rồi tiếp tục đại gia đình của mình sẽ qua kênh của Bảo Ngọc để xem coi chú cháu Bình Huỳnh và anh đây Bình Huỳnh hôm nay ăn những món gì. Kêu đồ ăn hết chưa em? Bà xã ăn cái gì hôm nay? Hủ tiếu hả? Út Dung ăn gì? Hủ tiếu quán này rồi, con hủ tiếu quán này ăn ngon lắm. JD, what food you have today? JD, thì xe 2.5 đi. Đi, con ăn gì đây? Hủ tiếu khô hả? Chú Lũ cũng vậy ha. Hủ tiếu hết cả nhà luôn. Mình quên hủ tiếu luôn hả? Đừng quên ăn gì, quên đi, quên đi. Con có ăn cái bánh mì mà lót giờ không? Cái bánh mì sandwich mà nó bỏ ra ròn ngon lắm. Ở trên xe đó, xe lâu lâu nó có cái xe lót giờ, nó bán từ lót giờ, cái đó là lót giờ đó. Ở đây cũng có luôn. Phải muốn thấy. Con gái kêu đi. Không phải gần nhưng mà nó bị cái ánh nắng này nó vô nó mất cái video mất đẹp. Con cảm ơn cô. Bơi lấy lại đừng cho ăn. That it was too late. Yeah, you have to say thank you right away. She had a bite in her mouth. Should it be impolite if she was talking to me? Rồi hôm nay các bạn thấy nguyên một bàn đầy đủ không? Wow, gia đình đến đây thì hôm nay mỗi người ăn một món, mà lần đầu tiên mình cũng ăn ở đây luôn. Đó. Thì trước khi video của anh em Bình Huỳnh xin chào tạm biệt gia đình của mình trong kênh YouTube của gia đình Bình Huỳnh, thì cho Bình Huỳnh xin gửi lời chúc đến quý bà đi cháu. Đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn lại video kỳ tới. Bye bye.